cái bản tin kế tiếp đây chúng ta sẽ kể lại cái câu chuyện là cử tri của Ohio hiện nay đang nỗ lực dùng cái quyền làm chủ của mình để bảo vệ hiến pháp và chống độc tài. Vâng, đây là một câu chuyện tranh đấu chính trị nó rất là nổi bật và nó thể hiện lên cái tính đặc sắc của nền dân chủ trong đó người dân thực sự là làm chủ cái tiểu bang của mình, cái đất nước của mình. Thì cái câu chuyện phức tạp này đó, nó bắt đầu từ cái cuộc bầu cử hôm uh, ngày tháng 11 năm 2020. Bây giờ thì nó bắt đầu nó mới có hậu quả. Vào cái cuộc bầu cử đó chúng ta biết rằng là, là các nhiều tiểu bang đã có đưa ra một cái một cái thăm dò với đối với người dân là có ủng hộ hay không ủng hộ cái chuyện mà quyền phá thai của phụ nữ. Thì ở Ohio trong cái cuộc bầu cử đó đó đa số người cử tri của Ohio đều đồng ý rằng là trao quyền cho người phụ nữ có cái quyền phá thai đó thế nhưng mà kết quả của cuộc bầu cử năm đó thì nó lại đưa về chiến thắng cho cái người cộng hòa người ta kiểm soát cả thượng viện lẫn hạ viện của tiểu bang luôn thế thì ở vào cái thế đa số đó quốc hội của ohio lờ tịt luôn cái vấn đề cái yêu cầu mà của cử tri ohio về vấn đề phá thai họ không đưa ra quyết định họ cũng chẳng có một cái dự luật nào để chính thức cái nguyện vọng của người dân thế thì cử tri của ohio người ta nổi giận bắt đầu người ta mới đứng lên người ta dẹp quốc hội qua một bên người ta sử dụng cái quyền làm chủ do hiến pháp đã trao quyền cho họ họ đi thu thập đủ chữ ký để buộc tiểu bang phải tổ chức một cái cuộc bầu cử theo cái tính cách là trưng cầu dân ý riêng biệt cho vấn đề phá thai tiểu bang thì rõ ràng là đây là một cái quyền mà hiến định của người dân của, của, tiểu bang Ohio thành ra tiểu bang buộc lòng phải phải là tuân thủ thôi và họ đã ấn định một cái cuộc bầu cử riêng cho vấn đề phá thai vào tháng 11 tới đây ở tiểu bang Ohio thì lúc đó nó không thể nào cản ngăn được cái chuyện đó thì cái quốc hội do Cộng hòa kiểm soát bắt đầu tung ra những cái biện pháp làm có thể nó giống như làm cho cuộc bầu cử đó nó khó khăn hoặc là nó đi đến cái chỗ thất bại bằng cái cách là họ tạo ra một cái dự luật nó có cái tên là issue number one mình tạm dịch là quyết định số một thì với cái đa số của mình thì họ thông qua bên quốc hội nhanh chóng để rồi bắt đầu tổ chức một cái cuộc cũng trưng cầu dân ý vào ngày mùng 8 tháng 8 vừa rồi đó để mà bỏ phiếu để cho cử tri của Ohio cho họ là có ủng hộ cái quyết định số 1 này hay không cái quyết định số 1 này nó quan trọng ở chỗ là nó nhằm sửa đổi lại hai điều trong hiến pháp của Ohio điều thứ nhất từ trước đến nay đó hiến pháp định rằng là khi mà người dân đó, mà thu thập chữ ký để yêu cầu tiểu bang làm một cái chuyện gì đó thì họ chỉ cần thu thập cái lượng chữ ký tương đương với số phiếu bầu ông thống đốc vào cái kỳ bầu cử vừa rồi của 44 quận ở Ohio. Mà chúng ta biết Ohio có tới 88 quận thì người ta chỉ hiến pháp chỉ đòi hỏi là số phiếu tương đương với 44 quận. Nhưng mà 44 quận đó là những cái 44 quận nào thì mình không rõ, chỉ biết là vậy thôi. Thế nhưng mà bây giờ cái quyết định số 1 nó muốn thay đổi cái điều đó nó nó muốn quy định rằng là bây giờ từ về từ nay về sau đó người dân Ohio mà muốn đưa ra một cái đề nghị như vậy cần phải thu thập chữ ký cho đủ cả một tiểu bang tức là cả 88 quận luôn số phiếu tương đương với số số phiếu cả tiểu bang bầu cho ông thống đốc vừa rồi đây là một cái chuyện mà làm khó cho người dân không có thể nào thực hiện được cái cái quyền làm chủ của mình đối với tiểu bang đó là một cái chuyện thứ hai nữa là cái quyết định số một này từ từ trước tới giờ hiến pháp nó cho rằng là trong những cuộc trưng cầu dân ý như vậy chỉ cần đa số thường thôi tức là hơn dù hơn một một phiếu hai phiếu cứ cái đa số là có thắng thua nhưng mà bây giờ cái quyết định số một này nó không nó lại muốn sửa đổi cái điều quy định trong hiến pháp nó nói rằng là cái phe thắng cần phải đạt đủ 60% số phiếu thì mới gọi là thắng thì mới có yêu cầu này yêu cầu kia tức là cũng lại làm khó thêm cái quyền làm chủ của người dân nữa thế thì trong ngày cái bầu cử tháng 8 ngày ngày 8 tháng 8 vừa rồi cho cái chuyện là ủng hộ hay không ủng hộ quyết định số 1 đó đó thì cử tri của Ohio hoàn toàn bác bỏ cái đó không cho phép quốc hội dùng cái thế đa số của mình muốn sửa đổi hiến pháp muốn duy trì hiến pháp y như cũ ở đây chúng ta sẽ không nói tới cái chuyện là cái quyền mà ph ph phá thai của phụ nữ bởi vì cái chuyện đó nó quá phức tạp và nó là câu chuyện không có đúng không có sai mà người ta cứ sẽ tranh cãi với nhau hoài hoài không bao giờ có cái kết quả cuối cùng nó cũng giống như chuyện súng và đạn của Hoa Kỳ vậy thôi ở đây chúng ta mới nói tới là cái thái độ rất là cương quyết và gọi là sáng suốt của cử tri Ohio họ đã đặt đặt cái sự bảo vệ hiến pháp bảo vệ cái nền dân chủ trên cả Đảng phái chúng ta biết rằng là ngay cả những cái cử tri cộng hòa của họ cũng bỏ phiếu dẹp luôn cái cái đề xuất làm khó người dân của hội Cộng hòa không cho cái, cái, cái một cái một cái đảng phái lợi dụng cái đa số để mà thao túng chính trị thì cái thái độ bỏ phiếu vừa rồi vào ngày 8 tháng 8 của cái cử tri Ohio đó, chắc chắn nó sẽ là một cái thí dụ, nó là một cái điển hình, nó là một cái thông điệp cho cử tri toàn quốc. Họ có nên đặt cái chuyện mà bảo vệ hiến pháp, bảo vệ dân chủ của mình lên trên hết không trong cái kỳ bầu cử năm 2024 sắp tới. Và cái tin kế tiếp đây chúng ta sẽ nói nó có vẻ hơi là lạ, lạ, nó là cái chuyện mà dân Nga hiện nay đang lùng mua những cái căn nhà giá rẻ ở thành phố Mariupol. Tức là cái thành phố đang nằm trong cái cuộc chiến tranh. Vì sao vậy thì chắc có lẽ chúng ta cũng phải nắm một ít cái yếu tố địa lý của cái thành phố này. Chúng ta nhớ thành phố Mariupol tức là một cái thành phố cảng rất là quan trọng của Ukraine và nó nằm trên cái vùng biển Azov. Đây cũng là một cái thành phố mà nó sản xuất máy à, sản xuất uh, uh, thép với lại rồi uh, sắt đó quan trọng nhất của Ukraine. Và cái thành phố này chắc chúng ta cũng nhớ rằng là nó đã có một cái cuộc tự thủ rất là kinh hoàng của binh đoàn Azov trong cái nhà máy thép khổng lồ là nhà máy thép Azovstal và sau khi cái binh đoàn này nó thất thủ trong cái chuyện tự thủ của nó thì cả một cái thành phố đều, đều bị Nga chiếm đóng. Bởi vì những cái cuộc chiến nó rất kinh hoàng ở đây đó, thành ra 90% nhà cửa cơ sở của thành phố bị phá hủy. Cho nên người ta nói rằng là, nếu như người ta nói rằng là Mariupol ở, là một cái thành phố nó san bằng thành bình địa rồi đó, thì nó cũng không hoa tí nào cả. Nhưng mà tại sao bây giờ cái người dân Nga lại ùn ùn về đây, là sự, 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 mua nhà giá rẻ? Thì cái câu chuyện như thế này. Mariupol là một cái thành phố nó nằm gọn ở trong cái khu vực Donetsk là chúng ta biết rồi Donetsk là cái khu vực mà gọi là đã tự xưng nó có một nền tự tự, tự trị đó mà nó do Nga nó bảo trợ cái thành phố này nó cách cái biên giới của Nga chỉ có vỏn vẹn có 35 mai 35 dặm mà trong khi nó cách thủ đô Kiev tới 450 dặm rất là xa xôi mà rồi thì nếu như nó 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 cái thành phố Mariupol này nó cũng cách một cái thành phố lớn nằm trong biên giới của Nga là thành phố Rostov on Don chỉ có 110 km mà thôi. Cho nên cái người dân hai cái thành phố này muốn đi qua đi lại với nhau người ta chỉ leo lên cái xe lửa đi chừng tiếng rưỡi đồng hồ tới nơi. Và chỉ có bỏ ra có 8 euro. Vì cái yếu tố địa lý nó gần gũi với Nga như vậy thành ra nửa một nửa dân số ở Mariupol gồm 800, năm, 800 480 000 người dân thì một nửa thân Nga, một nửa thân Ukraine khi trước chiến tranh. Đến khi mà người Nga xâm, xâm lăng ở Ukraine thì cái người dân ở Mariupol tin rằng là Nga sẽ thắng. Thành ra một số lại, lại ngã cái số mà ủng hộ Nga lại càng nhiều hơn nữa. Đến khi thành phố Mariupol thất thủ thì lại thêm một cái số lượng khác ủng hộ Nga lại còn nhiều hơn trước. Thành ra bây giờ đó trong cái tình trạng này thì ở Mariupol chắc có lẽ chỉ còn có 20 đến 25% người dân ủng hộ Ukraine mà thôi. Ông Putin không thấy ngay cái điều đó. Thành ra ông thúc đẩy một cái chuyện là Mariupol phải trở thành thành phố giống như thành phố của Nga. Cho nên sau khi mà chiếm được thành phố rồi đó ông ra sức ông Đốc, đốc đốc thúc cái chính phủ mới đó là phải hồi phục lại, xây dựng lại cái thành phố càng nhanh càng tốt. Chúng ta nhớ cái hồi tháng 3 ông, ông Putin bất ngờ tới thăm Mariupol mà cũng chỉ là, là giám sát, đôn đốc cái chuyện mà phục hồi cho nó nhanh mà thôi. Cho tới giờ này thì nhìn lại cái vấn đề chúng ta mới thấy rằng là cái ngày hôm đó ông tới đó cũng nhằm cái quảng bá với lại cái người dân nga là Mariupol là một thành phố của nga tới đây mà mua nhà tới đây mà sinh sôi sinh sinh con lập nghiệp đi là vừa đó. để biến nó thành một cái thành phố của, của 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 nga thì người dân nga ở bên nga nhìn thấy cái thành phố này đã được lọt vào tay Nga rồi Bây giờ đã có bao nhiêu là người dân ủng hộ Nga rồi Và ông Putin thì ông lại cổ võ cho cái chuyện này Ông phục hồi thành phố rồi Mà người ta tin rằng là ông sẽ gìn giữ những cái thành phố Rồi những cái vùng mà ông chiếm đóng Nhất định ông không buông bỏ Thành ra người ta có niềm tin tưởng người ta tới đây Người ta muốn sinh sôi lập nghiệp Nhưng mà cái điều đó mà hấp dẫn người dân Nga nhất là Nhà đây rất là rẻ bởi vì ông Putin ông cho xây dựng để ông bán theo cái giá gọi là cái giá chính trị mà lợi lợi điểm chính trị mình thấy những cái căn apartment nó nằm sát biển Azov rất sang trọng rất là rộng rãi hào nhoáng hơn hẳn những cái apartment ở bên nga bán giá có 37 mươi bảy đô la người dân nga bán nhà của họ bên nga về bên về Mariupol tha hồ mà sung sướng hưởng thụ vùng biển dễ gì mà kiếm được ở, ở bên nga thành ra cái lượng cái lượng người nga hiện nay ảo ảo thì đi tới nga đi, đi tới Mariupol để mà mua nhà và chắc chắn là ông Putin đã lợi dụng điều này để mà về sau này ông sẽ có những cái biện minh rằng là cái người dân ở những cái khu mà ông chiếm đóng họ muốn gọi là thành phố họ khu vực họ tỉnh của họ muốn được gọi là nằm trong cái sự kiểm soát của nước nga mà thôi và sau một vài thông tin thương mại của đài chúng ta sẽ tiếp tục chương trình